Audio Jungle. Audio Jungle. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì đây sẽ là một sản phẩm mình mua được trên Lazada. Thì cái sản phẩm này á, nó khác với cái sản phẩm những cái sản phẩm trước của mình mua, đó là mình mua từ cái nhà bán hàng của nước ngoài mà trên Lazada, cụ thể là nhà hàng Combine 88. Cái địa chỉ này thì họ ở Trung Quốc nha. Ngày tạo là 2 tháng 8. Nhưng mà mua cái này thì hơi lâu. Mình mua những cái lô hàng mà nhà cung cấp ở nước ngoài bán á, thì ship rất là lâu. Khoảng nó ship khoảng là 2 tuần, 2 tuần mình mới nhận được cái này. Cũng khá là lâu á. Và cái này mình mua theo cái hình thức là thu tiền tại nhà. Đây, thu tiền hộ. Và sản phẩm này là 80.000 là free ship luôn. Hiện tại thì giá ship của Lazada nó lên rất là cao, và mình không hiểu sao là hiện tại thì cái thằng này nó lại free ship. Giờ mình đã mua thử cái này và mình sẽ mở thử cho các bạn xem. À quên đó, đây là cái sản phẩm là cái vòng đeo tay. Vòng đeo tay, để mình mở ra nha. 8.000 free ship. Trong bịch chỉ có bao nhiêu đây thôi. Sợi dây 80.000 ship từ bên Trung Quốc về. 80.000 là free ship luôn, mình ở Tiền Giang. Và nó vẫn free ship, là không tính tiền ship. Mình để các bạn xem, các bạn đánh giá rồi 80.000 là có được không nhé. Mình thì cái này bà chị mình mua, nên đồ trang sức thì mình cũng không biết là như thế này gọi là đẹp hay không. Bạn thấy rõ nha. Cái vòng đeo tay. Cái đeo thử không nha. Đây, mình nó quất vô thử rồi. Ta đen mà đeo vòng trắng nhìn rất là ngu người. Vòng này của nữ nha các bạn, tại mình đeo thử cho các bạn xem thôi. Như các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả của video ha. Các bạn có thể click vào đó xem, tham khảo và mua nha. Phải cắt ra, tay mình mà đeo còn lỏng thì tay bà chị mình chắc quá lỏng, mình phải cắt ra. Rồi, và video đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.